hay là nhóm nhạc nữ gồm ba thành viên Phạm Quỳnh Anh, Lương Bích Hữu, Thu Thủy. Sau khi Thu Thủy rời nhóm, Ngô Quỳnh Anh thế chỗ và trở thành thành viên chính thức của nhóm. Trước khi gia nhập hai, Ngô Quỳnh Anh từng là một thành viên khá năng động của nhóm Mắt Ngọc. Ngô Quỳnh Anh sinh năm 1983. Cô có tuổi thanh xuân khá rực rỡ với âm nhạc. Nổi tiếng từ khi mới chỉ 15, 16 tuổi, Ngô Quỳnh Anh được xem là có tương lai sáng lạn. Tuy nhiên, sau khi nhóm hai tan rã, Ngô Quỳnh Anh bỏ nghề ca hát, theo học ngành marketing ở một trường đại học quốc tế. Từ một nữ ca sĩ nổi tiếng, người đẹp họ Ngô bất thần sống khép kín, không hề hình thành ở bất cứ sự kiện giải trí nào. Tháng 2 năm 2014, Ngô Quỳnh Anh lên xe qua với người gamer thủ trai cô từng hẹn hò hơn 3 năm. Anh cũng làm việc trong lĩnh vực marketing. Hôn lễ của nữ ca sĩ thứ 4 trong nhóm hai diễn ra không quá xa hoa, hoành tráng cũng không có nhiều bằng hữu trong giới showbiz. Tiệc cưới chỉ có một vài nghệ sĩ như Ưng Hoàng Phúc, Hoàng hậu chồng Thanh Ngọc, Phạm Quỳnh Anh tham dự. Thỉnh thoảng, Ngô Quỳnh Anh có hình thành quay về trong showbiz với vai trò cựu thành viên của Mắt Ngọc hoặc của hai. Song cô không có ý muốn quay về với âm nhạc. Ngô Quỳnh Anh cho hay việc cô biến mất hoàn toàn khỏi thôn nhạc Việt là sự phù hợp cho cả cô và khán giả. Không còn hào quang của sân khấu, cũng không quá lộng lẫy mỗi lần hình thành, Ngô Quỳnh Anh tận hưởng cuộc sống bình an bên chồng. Con trai Ngô Quỳnh Anh đã hơn 3 tuổi. Nữ ca sĩ Soàn Xỉnh xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên chồng và con. Nếu Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy khá lận đận về đường tình duyên thì Ngô Quỳnh Anh lại có cuộc sống rất ấm êm, hạnh phúc.